Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Liên Quân Mobile. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn nút chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Rồi thì chúng ta sẽ thử cái rút cái thẻ may mắn nha anh em. Rút khoảng mình chắc rút được 2 lần, mình đang có 43 cái quân huy. Mình sẽ rút thẻ xem. Đây. Thẻ Liliana tiểu thơ anh đào, một sự kiện mới của ôi thẻ thử 3 ngày cộng 10 mảnh skin anh em ạ. Wow, Liliana ở phía góc trên, không biết là nó sẽ ở đâu nhỉ, ở giữa hay ở dưới ta. Ok, chúng ta sẽ xem Liliana ở giữa này anh em ơi, đáng tiếc luôn đấy. Tí nữa sẽ được rồi, bây giờ hết rồi, bây giờ mình sẽ còn có 3 quân huy thôi. Nếu nào mình nạp thêm mà bắt đầu là mình mở cho anh em xem nhá. Rồi, ok thì chúng ta sẽ vào trận thôi. Mình chọn hôm nay mình sẽ chọn đó chính là Batman anh em ạ. Lâu lâu rồi mình không chơi Batman rồi. Và Batman là một cái tướng sát thủ đi rừng. Nhưng mà đi rừng bị thằng Nacroc nó chiếm rồi. Vì thế mình sẽ đi lên đường Kasha nha anh em. Mình đang bộc phá đi để đánh nhau. Ok. Nào, chúng ta lên luôn. Thì mình sẽ nâng chiêu 2 đầu tiên. Chiêu 2 giúp ta có thể trụ lên được. Khả năng là phóng phi tiêu làm chậm tốc độ di chuyển. Vừa gây ra đam, khả năng của mình gây choáng và hồi máu luôn. Có thể đánh chí mạng, khỏe phết anh em ạ. Đùa đâu. Nhưng máu này hơi dán nhá anh em. Nên nhớ là cẩn thận lao và không chết. Mình đấu được một thằng tăng là thằng này mình không lo lắm. Mình đánh cho anh em xem luôn. Ok, mình sẽ đấm con chim này cái. Chiêu bao giờ để gần gần nó hết máu mình sẽ đập nó phát nhá anh em. Rồi, ok. Vào đây, vào đây, vào đây. Ồ, thằng bé ra kia đây anh em ạ. Vào đây, vào đây. Mình chuẩn bị, ui trời ơi. Đấm ạ, thấy thích đấm ạ, thích đấm ạ. Choáng chưa, choáng chưa. Mày có chiêu gì, mày có chiêu gì, mày chiêu gì, mày chết này. Hay lắm, chúng ta hỗ trợ được thêm cho cái thằng ở dưới Tulen. Tulen lên khá là nhanh. Không ra mình quả đấy mình solo thì vẫn giết được anh em ạ. Không vấn đề gì cả, mình có bộc phá trong người rồi. Thằng tăng cơ máu nó cũng dán mà. À, hình như là con gấu trúc lên đây anh em ạ. Mình sẽ cần phải hồi máu trước. Thấy chưa anh em, con này hồi máu khá nhanh. Đó, chúng đi solo với những cái thằng cận chiến thì mình không bao giờ phải xoắn cả. Đánh nhau với nó luôn đấy. Rồi ok. Con gấu đâu ta? Ui gấu ạ, gấu ạ, gấu ạ, gấu ạ. Hết giáp chưa em, hết giáp chưa, hết giáp chưa. Mày giết mày luôn để vớ vẩn thật. Mình có khả năng là hồi máu, khả năng gây choáng, cực kỳ là khó chịu. Nhưng mà cái chiêu đấy anh em phải dùng nó chính xác nhá. Phải dùng cho chuẩn. Chiêu 2 ấy, chiêu 2 phi xịt rất là dễ. Tại vì nó mà chiêu định hướng mà. Chiêu 1 thì không phải nói rồi. Chiêu 1 là xoay tay theo vòng tròn thì nó không thể trượt được. Chiêu 2 là rất là dễ trượt đấy. Rồi ok, xong 39 vàng. Chúng ta sẽ yêu đây. Đánh cái con này đã. Cho lấy cái con, đánh con chim đã. Lúc nãy bị mất con chim. Thằng kia nó ăn mất con chim của mình. Nào, chúng ta có chiêu cuối rồi. Chiêu cuối dồn đam nó cực kỳ khủng khiếp. Và vừa làm như kiểu là do thám map các thứ nha. Có lẽ mình nên ăn cái con rơi này cái nhỉ. Đậu xanh, sao nó chạy ra ngoài nhỉ? Tại sao nó chạy ra ngoài ta? Tí bây giờ nó chạy vào này. Nó lại đầy máu luôn. Ngáo rồi, không được rồi anh em ơi. Này không ăn được rồi. Như thế này thì đố ăn được hết mana rồi anh em. Có lẽ ta nên về. Có lẽ là nên về. À không 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 không, có thể ăn con này anh em ơi. Vào luôn không? Vào luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Không đủ đam luôn. Không đủ đam luôn. Thôi rồi, tới đầu với thằng kia là Flash. Thôi mình về đã, mình hết sạch mana rồi. Về, về, về. Thôi hết sạch năng lượng rồi anh em, không làm gì được. Đó, đây là một phiên bản đấng. Đấng của DC Comics Batman. Quá nổi tiếng rồi anh em ạ. Con này khá là rẻ, mình chưa mua có hơn 100 quân huy thôi. Chúng ta giảm giá. Chắc các tướng này nó không ai chơi mấy. Nên giá rẻ thế. Chứ ví dụ như kiểu là Wonder Woman hoặc là Superman thì rất là hot. Bán giá rất là đắt, 500 quân huy. Không biết là giảm xuống chắc tầm khoảng 300. Nhưng mà Wonder Woman thật sự rất khỏe. Nào, cho đang đợi xem nó đang ở đâu để vào hấp diêm. Kìa kìa kìa, rất đông nha anh em. Đông lắm. Cả một lũ luôn. Ôi, Nacroc vừa chạy ra ngoài. Bên mình có cả cái thằng ấy nữa cả. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, đâu rồi? Không có ai, không có ai, không có ai. Con gấu anh em ơi, con gấu kìa. Mày á, mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu hả con gấu này?
chạy đi đâu được, mình đã slow vào rồi, miễn phi cái phi tiêu rơi vào người đó rồi thì chạy đi đâu. Còn gấu định móc lốp anh em ạ, nhưng mà không ăn thua, chết luôn cả Nakrop nha. Thì đó là 6-0 rồi. Chúng sẽ đẩy cái trụ này, trụ giữa mid thì nó đang hơi khó quá vì nó rất là đông. Chúng ta vào cũng khá là vướng chân thôi, có lẽ mình đẩy cái trụ này luôn thì sao. Đấy, chưa gì đẩy cũng được khoảng một nửa cái trụ rồi, siêu việt luôn. Giết được cả Flash kìa, nó lại gọi ra thêm con nữa. Kinh phết nhờ. Ok, đã phá xong cái trụ này xong rồi mình sẽ đầu đi gank thêm. Chiêu cuối mình đang hồi rồi, đầy đủ năng lượng với các kiểu rồi anh em. Đấy, đập luôn này. Thế thôi. Con gấu với cái con Van Heo đâu nhỉ? Có heo lên đây không? Ô kìa kìa kìa, thôi về về. Thấy gấu rồi, thấy gấu rồi, thấy gấu rồi. Mình thấy gấu rồi nha. Mình sẽ đánh ăn con chim mình luôn này. Định giết mình à, không dễ đâu. Hoàn toàn nó có thể nhảy bổ ra nó thịt mình, nhưng mà từ từ thôi. Chúng ta phải đi ganh, ăn xong con chim mình sẽ đi ganh nha. Giữa mít kìa, đồng đấy, đồng vui đấy. Bá đạo luôn, ui, lại được Flash, thằng Flash hơi ngáo nhỉ. Đi thôi. Nakrox chạy thẳng vào Tulen nè, ăn sao được. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Đâu rồi, đâu rồi. Con này chạy đâu, con này chạy đâu. Chết luôn anh em ạ, hay thế. Chạy đâu, chạy đâu. Chạy đâu, chạy đâu hả cưng. Mình đợi mãi để đạp nó phát. Nhưng mà Tulen cũng đã chết rồi, tại vì có thằng gấu đằng sau nó hấp diêm. Đập luôn cái nhà này anh em ơi, giết luôn thằng Flash này, vớ vẩn thật. Thôi rồi, hết máu, hết máu, hết máu, hết máu. Tôi hết sạch chiêu rồi, còn đấy không làm gì được, còn đấy cố gắng lao thêm là chết đấy. Về đã, về đã, đứng phải về nhà đã anh em. Phi tiêu rơi và bè móc, móc của loài rơi, đã về nhà luôn. Let's go boy. Đây rồi, đã về nhà rồi anh em ơi. Nào, đi thôi, let's go, lên đường. Và lại tiếp tục đi ganh anh em ạ. Đơn giản. Chúng ta đang dẫn chỉ số là 14-1. Quá là ghê, bây giờ tôi phải nhấn như là đẩy trụ đi. Theo chúng ta nghĩ, ôi kìa kìa kìa. Đông đấy, đông vui đấy, đông vui đấy. Ui, không kịp đá luôn. Vãi lúa thật, con đấy may nó còn đẩy nha. May nó còn đẩy nha. Vẫn giữ thêm mạng nữa anh em ạ. Quả đấy không, mình lao thẳng vào cả team khi nó chết cả team ấy. Tự nhiên nó bị đẩy ngược lại ạ. Khó chịu nhờ, quả phát đấy tí giết được rồi. Chết luôn này, Flash này, The Flash này, né ra, né ra, né ra. Nó sẽ có con gấu, nó sẽ có lớp giáp và nó có cái thời trang mới, nhìn trông ngay nhờ. Khá đẹp. Ok, sẽ lên trên top này để phá cái trụ top này ra. Phá thôi anh em, 144 vàng này. Tiếp tục phá này. Rồi ok, xong, nhanh thế. Mấy thanh niên này ăn nhanh kinh ra. Nào, đang đợi, đang được kẻ địch vào. Oh. Chết bây giờ, chết bây giờ, chết bây giờ, chết bây giờ, chết bây giờ. Chết bây giờ, mày nha. Hỗ trợ cho không phải tí chết. Đam ta gọi là cực kỳ là thấm luôn ấy, phải nói như vậy. Lao vào cực nhanh, trong quá trình mình đang lao đà thì ô, vì sao này? Chú ấn nhầm ạ. Mình chơi điện thoại thỉnh thoảng ấn nhầm cái bên ngoài, nó thoát ra ngoài luôn. Khó chịu nhỉ. Rồi, đi thôi anh em. Ở đâu đây? Ôi, còn đấm thêm phát nữa. Thêm mạng nữa anh em ạ. Wow. Chết rồi, chết rồi. Lên, lên, hỗ trợ nó, hỗ trợ nó. Mình có chiêu cuối đây anh em, mình đang đi tìm. Ở đây rồi. Chạy đi đâu? Ok, bọn nó đang chửi nhau anh em ạ. À, chạy à. Chạy có quá muộn rồi em ơi, chưa kịp dùng chiêu cuối nha. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu hả con sâu. Mày chạy đi đâu? Ý, lướt qua, lướt qua, lướt qua, lướt qua. Chạy đâu? Phi tiêu, chết luôn. Phi tiêu của ấy chuẩn vãi nồi à. Cho ăn thêm cả dầu hắc ám, trận này dễ rồi, 2-2-1 rồi. Quá là cách biệt rồi anh em. Máu mình cũng ổn, máu mình thằng bằng Tulen anh em ạ. Máu cho bằng máu Tulen. Mắc dị luôn. Ok boy. Có ăn không? Chúng ta sẽ ăn luôn con bùa đỏ đi nhờ, yeah, tội gì đúng không? Mình được kiếm được cái bùa xanh thì phải không ta? Cái này phải bùa xanh không ta? Bùa đỏ luôn, bùa lực sĩ luôn. Hay mình đang cái cận chiến mà, sao được mà lấy, mình khá là cần.
sao gì ấy, chết luôn, bốc hơi luôn, con kia bốc hơi luôn anh em ạ. Bốc hơi luôn. Trời ơi, sự kết hợp giữa Batman và Tulen gọi là bá cháy. Quái mình hỗ trợ 2 mạng anh em ơi. À, chúng ta hỗ trợ tất cả 5 mạng rồi. 5 mạng giết 6 và chết 0. Khá là bá, đang hiện khá là bá. Chết mạng nào luôn và chuỗi hạ người ta lên đến con số 6 rồi. Tulen giết khá nhiều, đánh hay đấy. Team mình đánh hay đấy. Siêu việt luôn, là Croc đánh cũng kinh, team mình con nào đánh hay. Nhiều khi được gặp một cái team đánh nó hay như thế này. Còn nhiều khi gặp một cái team gọi là rất là cùi bắp. Phá nhà, phá nhà. Hay là giết nó nào. Ok, ok, cái gì đây, cái gì đây. Chết luôn anh em ạ. Vãi lúa thật. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi chết luôn rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Còn nó gọi là một cái lớp gọi là quá bá đạo luôn. 8 mạng, 8 chết 0. Khi hỗ trợ 5. Chắc trận này khó MVP tại vì thằng Tulen đánh còn hay hơn mình cơ. Nó giết được nhiều hơn. Thôi về đã. Thằng 2 thanh máu và hết chiêu cuối. Chẳng làm gì được cả. Nên về. Và nên về. Xem có quái rừng không? Nó ăn hết quái rừng rồi. Không có thì mình sẽ có thể là hồi máu được bằng chiêu 2 đấy. Thôi về đi ạ. Xôi xôi, chết rồi, chết rồi. Team của này nát rồi. Theo mình nghĩ là mình về hồi máu xong là team nó nát. Đi thôi anh em. Nát hết nhà rồi. Team sẽ thua rồi. Một mình Van Heo lên bảng điểm số. Con nào lên bảng điểm số tiếp theo đây? Láo hết già. Chết hết anh em ạ. Rồi, hai con chết luôn. Và thắng luôn anh em ơi. Và ok thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong những tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Liên Quân Mobile. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.